Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe Điện Smile. Ngày hôm nay mình thật sự rất là vui khi mà được ngồi ở đây để chia sẻ với các bạn về trải nghiệm con xe điện E3 của hãng Yaris này. Thì đầu tiên khi mà nói về con xe điện E3 này thì mình thật sự rất là thích thú, bởi vì cái bóc dáng, cái kiểu dáng của nó thật sự rất là tuyệt vời. Đối với một cái bóc dáng nhỏ nhắn và xinh xắn như thế này thì mình nghĩ thật sự nó rất là phù hợp đối với các bạn nữ học sinh, ví dụ như là cấp 2, cấp 3 hay là các bạn sinh viên đang có nhu cầu là đi học, đi làm, đi chơi cũng được. Các bạn có thể nhìn thấy. Đây, mình sẽ giới thiệu một chút về phần phía trước của nó. Ở đây hãng Yaris đã cho ra mắt con này với bộ thiết kế phần phía trước là phần đèn full LED. Ở phía trên là tay cầm rời. Và ở đây là chúng ta sẽ có là hai đèn xi nhan rời luôn nha các bạn. Đây, để mình mở lên test thử đèn cho các bạn coi. Ở đây đèn cốt, đèn pha rất là tuyệt vời nha các bạn. LED full sáng. Wow. Đây các bạn nhìn nè. Trời ơi, cái thiết kế này thật sự làm cho mình nhớ ngay đến cái là chiếc Audi V8. Kiểu thiết kế đèn xi nhan chạy liên tục như thế này, làm cho chúng ta thật sự rất là bắt mắt. Về tổng quan thì phần phía trước nó chỉ có như vậy thôi. Ở đây mình thấy ở trên mặt, phía mặt đồng hồ đây là đồng hồ điện tử. Nó có thiết kế giống như là một con xe Honda bình thường, nhưng ở đây thay vì là các bạn sẽ có km đo xăng thì chúng ta sẽ có thay vào đó là pin. Chúng ta sẽ sử dụng pin. Ở đây chúng ta có thể sử dụng thế này. Chúng ta sẽ có hai chế độ chạy nha. Đầu tiên, chế độ đầu tiên là chế độ Eco, là chế độ 1, và chế độ Sport là chế độ thứ 2. Thì ở chế độ Eco này chúng ta có thể có vận tốc lên là 30 km/h, và ở chế độ thứ 2 có thể là 45 km/h. Ở đây chúng ta có cục pin này. Mục đích của cục pin này để làm cái gì? Để cho chúng ta có thể biết được là khi nào chúng ta cần sạc thêm pin để không phải dắt xe giữa đường nha các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ test thử kèn. Rồi, các bạn nghe kèn rất là thanh luôn. Kèn này ai mà không né là chắc tông rồi xỉu luôn á. Rồi, về phần phía dưới, ở phần này thì mình thấy là ở đây chúng ta có một cái hộc để đồ. Cái hộc để đồ này mình thấy nó cũng khá là tiện. Ví dụ như các bạn đi trên đường, các bạn muốn để điện thoại hay là để một cái gì đó như khẩu trang nè, rồi khăn giấy thì đều rất là tiện dụng nha. Nhưng mà về phần ở đây thì mình không thích, không có một chút xíu không thích ở phần này là cái phần để đồ này, phần treo đồ. Mình cảm thấy nó hơi là lỏng lẻo, nhưng mà chúng ta có thể khắc phục ở đây được bằng cách là chúng ta có thể đặt chân vào đây chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ cái phần này chúng ta có thể làm treo được khoảng là từ 15 đến 20 kg không sao hết. Phần smart key, về một bộ smart key của khóa thì nó sẽ có như thế này, là hai khóa từ và hai smart key. Ở đây có các nút nè các bạn. Đầu tiên là khóa xe, mở xe và tắt chuông. Chúng ta có thể tìm xe ở bất cứ chỗ nào, ví dụ như các bạn nhà ở chung cư hay các bạn đi vào trung tâm thương mại mà muốn tìm xe thì các bạn có thể bấm lên để tìm thấy chiếc xe của mình. Về phần để chân ở phía trước thì mình đánh giá đây là một khu vực để chân rất là ổn, rất là tiện. Chúng ta có thể để một cái cặp ở đây để đi học, hay là ví dụ như những món đồ nặng quá chúng ta có thể để lên đây được. Phần bình của con xe này thì chúng được thiết kế là 3 bình ở dưới và 2 bình ở trên. Đối với cái mức bình như vậy thì xe này sử dụng 5 bình có là 60V và 500W. Chúng ta có thể đi được, nếu như mà sạc đầy bình chúng ta có thể đi được với quãng đường là khoảng từ 75 đến 80 km. Mình nghĩ là đó là cũng là một quãng đường khá là xa đó các bạn. Ở đây mình sẽ đánh giá thêm một chút về cái phần yên xe này. Mình cảm thấy phần yên xe này nó chắc chắn, khá là chắc chắn. Đối với hai người ngồi thì nó hơi nhỏ một chút xíu, nhưng mà mình cũng thấy là nó khá là tiện đó các bạn. Để mình xem cái cốp xem. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái cốp của nó. Ở đây mình có một bộ sạc theo xe và đây là
gương chiếu hậu. Đây mình có gương chiếu hậu. Thì cốp xe ở đây mình đánh giá là vừa phải. Đối với một cốp xe như thế này chúng ta có thể để được là nón bảo hiểm, áo khoác và cũng như là áo mưa cho mùa này. Sắp tới là cũng vô mùa mưa rồi các bạn. À, nhắc thêm về mùa mưa thì đối với con xe E3 này chúng ta có thêm khả năng là chống nước lên đến 50cm. 50cm thì mình nghĩ là nó sẽ khoảng là đến tầm giữa xe như thế này. Đối với một cái mực nước mà lên đến giữa xe như thế này, đảm bảo hoàn toàn là bên công ty Yadier nói với mình là sẽ đảm bảo là chống nước hoàn toàn. Mình sẽ đi tiếp về phần phía đuôi xe nha các bạn. Ở đây mình xem nào. Chà. Đây. Ở đây thiết kế phần phía sau nó cũng là full LED luôn, full LED giống như ở phía trước. Và đây, đèn chiếu hậu, đèn hậu. Rất sáng nha các bạn. Đi buổi tối là hả thu hút mọi ánh nhìn luôn. Thiết kế hai bên sườn rất là khỏe khoắn. Nhìn nó nhỏ nhắn vậy thôi chứ rất là khỏe nha các bạn. Mình cảm thấy đây là rất là khỏe. Con xe này thật là đáng giá. Ở đây chúng ta có thêm hai cặp phuộc. Hai cặp phuộc như thế này thì chúng ta có thể đi được với trọng lượng là hai người, với trọng lượng là dưới 150kg. Ở khúc này thì chúng ta có thêm một phần là để che biển số. À đây. Đối với cái phần phuộc phía sau này mình thấy rất là an tâm nha. Phần dè nè. Cái này được làm bằng nhựa ABS nguyên sinh. Bao rất là dẻo, rất là dẻo. Và nó dài nữa để chống bắn lên phía sau cho các ví dụ như là có người ngồi đằng sau thì nó sẽ chống bắn rất là cao. Ok. Như vậy thì mình đã đánh giá sơ qua về cái con xe E3 này cho các bạn rồi. Nếu như mà các bạn muốn thử trải nghiệm nó thì các bạn hãy đến số 897 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Thì ở đây chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là chạy thử xe,